và các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ cho mọi người cái cách mà chúng ta test nhiều màu thì mỗi người và trước khi đi đăng ký thi cái kỳ thi IBS Covid đó, thì mọi người phải học á, trước khi đăng ký học luôn, không phải là thi nữa, tại vì cái người mà bị mù màu á là sẽ không thể đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc được, nên là chúng ta phải test mù màu trước khi chúng ta đi học chứ không là mất thời gian của bản thân mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người nhìn vào cái bảng bên trên này và làm cách nào để chúng ta biết được là nó là số bao nhiêu để cho mình biết không bị mù màu. Mọi người thấy không ạ? Đây là, nếu như mọi người nhìn thấy đây là số 1 nè, đây là số 2 nè, và nếu như nhìn thấy số 12 thì chúng ta là gì? Thị lực của chúng ta là bình thường. Rồi nếu mà không thấy số gì có nghĩa là bị mù nữa ha. Rồi số này là số 8 ha, đó đây là số 8, nếu nhìn thấy số 8 rồi đó, mắt của chúng ta bình thường nè. Đây là số 2 nè, 9 nè, đó số 29 là mắt bình thường. Số này là số 5 ha, số này là số 5, đáp án mình để ở dưới luôn nè, số 5. Số này là số 3 ha, số 3. Đây. Số này là số 15 ha. Đây là số 15. Rồi. Đây là số 74. Đây là số 74 ha. Rồi, đây là số 6 ha. Đây là số 6. Đây là số 45 ha, số 45. Đây là số 7 ha, 7 nè. Số 16. Số 73. Ở đây nè, mình không nhìn ra cái số gì hết ha, không nhìn ra thấy số nào cả. Nếu như mà mình nhìn thấy cái số 5 trong cái hình này thì có nghĩa là mình đã bị mù màu. Rồi, số này cũng là gì? Không có số gì hết trơn á. Nếu mà nhìn thấy số là bị mù màu rồi ha. Rồi, cái này là số bao nhiêu ạ? Số 26 ha. Số này là số 42. Đây, nếu như mà chúng ta nhìn thấy là hai đường màu này là màu tím nè, đó một đường, và gì đường này là đường màu đỏ thì mắt của chúng ta bình thường. Rồi có thể dõi theo một cái đường uốn lượn đây nè, đây đó, cái đường uốn lượn màu xanh lá cây này nè thì là mắt bình thường. Rồi có thể dõi theo cái đường uốn lượn màu này là màu gì, màu cam, thì mắt cũng bình thường. Rồi dò theo được cái đường uốn lượn nhưng mà nó màu gì, màu xanh lam với lại màu xanh lục này ha, đó xanh lam và xanh lục đó, thì mắt của chúng ta bình thường. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái phần mà mình chia sẻ để mà mọi người có thể test được biết mình có mù màu hay không ha. Thì trước khi chúng ta đăng ký học một cái khóa học nào đó thì chúng ta nên test mù màu trước liên quan đến cái khóa học mà xuất khẩu lao động á, chứ không phải là những cái môn khác. Tại vì xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc là người ta bắt buộc yêu cầu mọi người phải test thử là mọi người đã có bị mù màu hay không. Tại vì nếu mọi người không test trước mình có bị mù màu hay không thì sau này ví dụ như vô thi người ta kiểm tra mình bị mù màu, người ta loại mình mất. Đó là nghĩa là mình mất đi 5-6 tháng mình bỏ công bỏ sức mình học bài ha. Đó, nên là mình chia sẻ cái phần này cho mọi người để tránh cái trường hợp mà chúng ta bị gặp phải như vậy nhé. Chúc mọi người được thành công với những cái sự lựa chọn của mình nha.